Hi, xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của Xuân Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một cái mega event đến từ Coi 98 và Casco Miner Là một trò chơi top đầu ở hệ to với 7 triệu người dùng Và một sự kiện rất là lớn, tổng giải thưởng lên đến là 100.000 đô, tương đương khoảng 2,5 tỷ đồng Và sự kiện thì sẽ kéo dài trong vòng 2 tháng, thì các bạn có thể tham gia nhé Sự kiện thì sẽ có hai nhiệm vụ chính, thứ nhất là nhiệm vụ social, thứ hai là một nhiệm vụ bí mật nào đó và sẽ được bật mí ở trong khoảng thời gian sau. Thì ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia và làm cái nhiệm vụ đầu tiên đó là nhiệm vụ social trước nhá. Thì bạn nào mà muốn tham gia thì cái phần link game này ấy, thì mình sẽ để dưới phần mô tả thì các bạn có thể kích vào link và sau đó cùng tham gia với mình nhé Sau khi mà kích vào link ấy thì nó sẽ có phần giao diện này thì các bạn chỉ cần ấn vào play và bắt đầu tham gia thôi nhá. Các bạn sẽ chọn vào ton giúp mình nào có 7 hơn 7 triệu người tham gia Thì khi mà các bạn mới vô thì nó sẽ có những cái hướng dẫn thì các bạn làm theo nhá. Còn đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chính vào làm nhiệm vụ luôn. Thì các bạn sẽ chọn vào phần tab làm nhiệm vụ á. Sau đó thì các bạn có thể theo dõi này như cái mục tab này các cái nhiệm vụ nào mà các bạn làm được thì các bạn cố gắng làm để các bạn kiếm được đồng cash GM á. Rồi sau đó thì các bạn sẽ ấn vào phần eco ecosystem này. Ở đây thì nó sẽ có coi 98 Super One It. Thì ở đây các bạn sẽ bắt đầu làm giúp mình luôn nhá Và các bạn muốn tham gia cái Mega Event này Thì buộc các bạn phải làm đủ các nhiệm vụ social -so của coi 98 Super App Thì bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu làm này Đầu tiên thì các bạn sẽ phải join vào group Telegram Thì các bạn sẽ tích vào phần đầu tiên Sau đó thì các bạn kích vào chữ Go á Nó sẽ cho các bạn đến Telegram Thì các bạn sẽ join vào giúp mình nhá rồi thứ hai là follow x này Thì các bạn sẽ tiến hành follow ở coi 98 trên x Rồi tiếp theo là các bạn cần phải react cái bài post đúng không? Thì các bạn kích vào Đây là một cái bài post trên x Thì các bạn tiến hành like, retweet này, comment giúp mình nhé Các bạn comment gì cũng được Sau đó thì các bạn back lại này cái nhiệm vụ tiếp theo thì nó sẽ yêu cầu các bạn tải app tạo ví co 98 đối với các bạn đã có app co 98 rồi thì các bạn sẽ tạo ví mới nhá còn đối với bạn nào chưa có thì các bạn sẽ phải tải cả cái app và tạo ví và các bạn lưu ý giúp mình là chúng mình cần phải sử dụng một địa chỉ ví multi chain mới các ví cũ thì sẽ không dùng được nhá thì bây giờ mình sẽ vào co 98 này mình sẽ chọn vào phần ví các bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng hình ví đấy các bạn chọn này sau đó kích vào biểu tượng dấu cộng này uh, ở đây mình để phiên bản tiếng Việt thì nó sẽ là ví nóng ý. Còn các bạn thì sẽ là hot wallet cũng thế. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào multi-chain. Các bạn sẽ ấn khởi tạo ví giúp mình. Tên ví thì các bạn có thể ghi bất cứ cái tên nào. Miễn là các bạn dễ nhớ, dễ thuộc. Sau đó thì ấn tiếp theo hệ thống sẽ cung cấp cho các bạn cụm từ ship bay thì các bạn sẽ phải lưu chữ nơi an toàn giúp mình nhá và tuyệt đối không được share cho ai ở đây thì mình quay video test cho mọi người thôi nên mình có thể sâu. tại vì đây là một cái ví xong mình vứt đi á thì các bạn tuyệt đối không được share ship bay cho ai nhé sau đó thì các bạn ấn tiếp theo sau khi mà tạo ví thành công rồi thì các bạn sẽ cần phải copy cho mình cái địa chỉ ví vision. Các bạn sẽ nhìn thấy cái ví này thì một là các bạn kích vào ngay cái vích đó sau đó thì copy ví hoặc là các bạn kích vào phần nhận sau đó thì search vích sau đó thì lấy địa chỉ ví sau khi mà lấy được địa chỉ ví thành công thì các bạn sẽ kích vào cái phần bước cuối cùng là link ví á thì các bạn sẽ dán địa chỉ ví vision vào giúp mình sau đó thì link như vậy thì đã hoàn thành được cái nhiệm vụ này rồi thì các bạn lưu ý giúp mình nhá phải sử dụng ví multi trên mới bạn nào mà sử dụng ví cũ ấy, thì sau này có thể không nhận được thưởng thì các bạn lưu ý giúp mình nhá sau đó thì các bạn bách quay lại thôi ở đây thì các bạn làm sao là lên được level càng cao càng tốt này uh, kiếm được nhiều cái đồng cash GM ý. còn cái nhiệm vụ active thứ hai thì bên coi 98 sẽ công bố sau và lúc đó mình sẽ làm video hướng dẫn cho mọi người sau còn hiện tại thì các bạn chỉ cần là gì đi mời bạn bè nếu có này thứ hai là cày lên level càng cao càng tốt để có thể kiếm được rất rất là nhiều đồng gold này thứ ba là kiếm rất được nhiều cái đồng gm giúp mình đồng cash gm đó. Còn tất cả là chờ theo cái nhiệm vụ tiếp theo thôi Thì lúc đó thì các bạn sẽ có uh, cơ hội để có thể nhận thưởng nhá Và những cái cập nhật tiếp theo của game thì mình sẽ cập nhật trực tiếp ở nhóm Telegram Đó là kênh của Xuân Thì các bạn nào mà chưa join kênh thì các bạn có thể join Tại vì không phải lúc nào mình có thể làm được video á Mọi vấn đề thắc mắc hay là không hiểu thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua nhóm Hoặc là qua Telegram Xuân Chu 97 nhá Bye bye, hẹn gặp lại